Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Các đại biểu Quốc hội Đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Washington đang tranh luận với nhau về vấn đề làm sao để tài trợ cho giáo dục đại học, kể cả những chi tiết như lãi suất sinh viên phải trả cho khoản nợ phải vay. Những người mới tốt nghiệp mắc nợ trung bình khoảng 26.000 đô la đang theo dõi sát các cuộc tranh luận này. Nhưng một số kinh tế gia nói rằng vấn đề thật sự là kiểm soát chi phí đại học gia tăng vào lúc mà nền giáo dục sau trung học là quan trọng để có việc làm tốt và lương bổng của giai cấp trung lưu. Các chuyên gia nói rằng chi phí cao này gây phương hại tới toàn bộ nền kinh tế, chứ không phải chỉ có sinh viên và gia đình của họ. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Anh Joshua Jordan tốt nghiệp bằng tiến sĩ về vật lý trị liệu. Anh hy vọng một ngày nào đó sẽ mở văn phòng riêng và nói rằng việc có được bằng cao học đất tiền thì tốt cho bệnh nhân của anh, nhưng khó cho túi tiền. Hiện nay tôi mắc nợ 210.000 đô la món nợ của anh Jordan lớn gấp 8 lần món nợ của các sinh viên trung bình. Anh nói rằng có thể phải mất 20 năm mới trả hết món nợ đó, và đôi khi anh phải làm hai việc một lúc mới đủ tiền để thanh toán các hóa đơn. Trong 30 năm qua, học phí đại học gia tăng gấp đôi tỷ lệ lạm phát và các đại học tư giờ đây tính giá trung bình hơn 30.000 đô la một năm. Các trường đại học nói rằng họ bị kẹt giữa số sinh viên ghi danh cao kỷ lục, một lực lượng giáo sư có khả năng tìm việc tại nơi khác nếu không được trả lương cao và việc yểm trợ tài chính của chính quyền tiểu bang sụt giảm thay mặt cho ủy ban giáo dục hoa kỳ đại diện cho hàng ngàn trường cao đẳng và đại học trên khắp hoa kỳ ông Terry ho nói thật là một câu hỏi hóc búa mà chúng ta phải đối diện với tư cách một quốc gia chúng ta muốn ngày càng có thêm người được đào tạo nên học vấn sau trung học chúng ta muốn chú trọng hơn vào phẩm chất giáo dục và bằng tốt nghiệp đồng thời nguồn tài trợ cho nền giáo dục cao hơn đã sụt giảm trong một thế hệ. Mặc dù các sinh viên này cố gắng tốt nghiệp đại học, các chuyên gia lo ngại là chi phí đại học cao chắc sẽ khiến ít sinh viên xuất sắc thuộc các gia đình nghèo có thể tham gia đại học, cướp đi của nền kinh tế một số khoa học gia, kỹ sư và chuyên viên khác có thể giúp tăng trưởng kinh tế. Và một cuộc thăm dò cho thấy số sinh viên lo ngại về việc trả nợ hàng ngàn đô la sẽ làm hoãn lại việc hôn phối, sinh con và những mua sắm quan trọng thường đi đôi với việc lập gia đình. Ông Peter Mazurius là người thuộc Quỹ Tiết Kiệm cho Đại học. Những sinh viên này sẽ không đóng góp vào nền kinh tế. Họ sẽ về sống ở nhà, sẽ không mua xe hơi, sẽ không đầu tư vào việc mua nhà. Như vậy sẽ có một hậu quả gia tăng gấp bội trong đoạn kỳ. Kinh tế gia chuyên trách vấn đề lao động trường đại học Georgetown, Anthony Carnival nói rằng hệ thống hiện nay không bền vững cho các gia đình và cắt giảm tăng trưởng kinh tế của toàn bộ đất nước. Những hệ quả đối với việc tăng trưởng kinh tế là đáng kể nếu chúng ta bắt kịp được nhu cầu sản xuất tài năng sau đại học. Các kinh tế gia ước tính rằng chúng ta sẽ có thêm khoảng 500 tỷ đô la một năm về GDP. Nghĩa là dân chúng sẽ có thêm tiền để chi tiêu và sẽ có một năng suất cao hơn. Trong khi đó, anh Jordan nói rằng gia đình anh không giàu có và không thể trả trong nhiều năm như vậy tại nhiều trường đại học để có thể tốt nghiệp bằng tiến sĩ. Nếu không sử dụng tới các khoản nợ của sinh viên thì sẽ không có cách nào để tôi có thể tạo cho mình một nghề nghiệp mà tôi muốn làm. Như vậy đối với anh thì điều đó đáng làm.